Quý khán thính giả của truyền hình Kali Today, kính thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho đất nước, từ Việt Nam cho đến hải ngoại, nơi đâu đều có sự đổ máu và tất cả đều cố gắng để tranh giành lý tưởng về hòa bình, về tự do, về dân chủ. Chúng ta nhìn thấy một bước chân của điếu cày Nguyễn Văn Hải giờ đây đã đạt được ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có nhiều nguồn cho rằng đây là bước chân của một sự trao đổi mà Hoa Kỳ cũng muốn cho Việt Nam để đạt được những thỏa thuận về TPP, về vấn đề sát thương vũ khí. Thưa quý vị, nói như vậy để chúng ta thấy rằng một nền dân chủ có thể nhìn qua nhiều khía cạnh, nhưng tất cả những khía cạnh nào đi nữa cũng là những sự khó khăn, bỏ ra tất cả những công sức để giành lại từng ly từng chiếu. Chúng ta nhìn qua cả một thăng trời, đất nước của Hồng Kông, vốn là hòn ngọc của Á Châu đó, bây giờ đã trở nên xáo trộn vì những cuộc biểu tình tiếp diễn hàng ngày của thanh niên, sinh viên và đặc biệt các nhà trí thức cũng như những người dân muốn cho một cuộc sống thật sự về tự do trong lựa chọn bầu cử. Nền dân chủ thể hiện qua lá phiếu của tất cả mọi người, cho nên khi chúng ta cầm lá phiếu để đi bầu, nhiều lúc chúng ta không thấy được một hình thành lâu dài bởi máu, nước mắt, kể cả nhiều xác chết để đấu tranh được, có được một lá phiếu tự do. Thưa quý vị, cái tình hình Hồng Kông không phải đơn giản chỉ là trên hòn đảo Hồng Kông, mà đó là một sự gắn liền với cả một Trung Hoa lục địa. 1.3 tỷ người đang ngày đêm, đang sống dưới cái sự kềm kẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chính vì vậy mà hiện tượng của Hồng Kông là một hiện tượng chung của thế giới, chứ không riêng gì cho đất nước Hồng Kông. Và những sinh viên ở tại Hồng Kông là những người tiêu biểu cho những chiến sĩ đang đấu tranh miệt mài cho cuộc tự do dân chủ của thế giới. Do đó, thưa quý vị, trong tình hình như vậy, chúng ta luôn luôn nghĩ tới và chúng tôi luôn luôn theo dõi để thưa với tất cả quý vị những diễn biến mà đến ngày hôm nay vẫn chưa ngã ngũ như thế nào. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay 60 phút của truyền hình Kali Today, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng cùng với ông Tổng Giám đốc của hệ thống truyền thông truyền hình Kali Media là anh Nguyễn Xuân Nam, như thường lệ sẽ đến với quý vị trong chương trình này. Và trước hết, chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý vị và xin được kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Dũng và trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa anh, trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng nó quá nhiều cái nhiêu khê, nhất là cái tình trạng của Trung Quốc giờ phút này nó có nhiều cái vấn đề mà liên quan đến cái cuộc đại hội, rồi liên quan đến rất nhiều cái hiện tượng mà trong đó Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình như là một cái sự thử thách với nhau. Vậy thì anh lược trình sơ coi thử cái tình hình của Hồng Kông đến như thế nào thưa anh? Cảm ơn giáo sư Dũng và thưa tất cả quý vị. Trong cái trận đấu tại Hồng Kông đó, thì chúng ta thấy trong suốt từ ngày 20 tháng 8 đến giờ, nó diễn biến rất là phức tạp. Có khi xuống đường rất ầm ĩ, rồi lại là cảnh sát xịt hơi cây, rồi bắn đạn nhựa, bắn đạn cao su vào người dân biểu tình, xịt vòi rồng vào người biểu tình, rồi sau đó lại xin lỗi, rồi suốt rồi im lặng, rồi lại là đề nghị ra đối thoại, rồi lại mấy ngày sau đó là không đối thoại nữa, bỏ. Rồi lại là cho du đảng ra đánh người biểu tình, rồi là dẹp người biểu tình, rồi lại bây giờ là tấn công người biểu tình, 7 người cảnh sát rồi bị bắt, rồi về bây giờ là xin lỗi người biểu tình, rồi bây giờ biểu tình là đang bị đe dọa tấn công tiếp lại. Cho nên chúng ta thấy là kể cả cảnh sát, kể cả chính quyền, kể cả mafia, kể cả tổ chức mật vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả những thành phần lưu manh, kể cả tất cả mọi thứ, kể cả sinh viên dân chủ, đều nhào trộn trong mớ hỗn độn tại Hồng Kông hiện nay. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh táo theo dõi ngay từ đầu đó, thì sự việc rất là đơn giản. Hồng Kông á, chỉ là cái tấm gương phản chiếu từ Bắc Kinh thôi. Hồng Kông á, nó giống như cái màn ảnh vậy. Mà cái người chúng ta, anh Dũng có chơi video game không? Nó giống như chơi video game á, anh thấy nó trên màn ảnh á. Nhưng mà hai bên đang đánh trên màn ảnh á, thực sự cái người bấm nút á, đang ngồi dưới này, họ dùng cái remote control, họ điều khiển những nhân vật, những trận đánh trên màn ảnh. Vậy thì chúng ta thấy, chúng ta có thể xem múa rối nước tại Việt Nam vậy. Chúng ta thấy dưới này là những cái con rối đó, nó nhảy, nó cười, nó hò, nó hét, nó lặn, nó chìm, nó bắt tay, nó đánh lộn. Nhưng mà thực sự những con rối đâu,
nó chỉ là những con rối. Cái chính á, người đạo diễn nằm trên bờ. Chứ cái Hồng Kông á, chỉ là một cái phản quan, một cái sân diễn. Nhưng mà cái cuộc tranh chấp quyền lực nó nằm ở tại Bắc Kinh. Và trong cái lúc hiện nay người ta nói đến Hồng Kông á, bởi vì ta nói đến Hồng Kông bởi vì cái Đại hội Đảng sản Trung Quốc đang nhóm họp tại Bắc Kinh. Và trong cái Đại hội Đảng sản lần này là một cuộc đấu đá rất là kinh hoàng giữa phe của Tập Cận Bình và phe của Giang Trạch Dân. Có thể là có những cái bàn đấu rất là ngoạn mục mà chúng ta sẽ biết trong một vài ngày tới nữa. Và người ta biết khi ta nghĩ như vậy đó, thì ta phải thấy được một cái điều là cái cuộc đấu đá ngoạn mục trong nội bộ Đảng sản Trung Quốc đó, hiện nay họ đang diễn ra cái Đại hội Đảng sản toàn quốc, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cục diện tại Hồng Kông như thế nào. Mà cái cục diện Hồng Kông, quý vị biết rằng Hồng Kông là một cái nó là international metropolitan, là một cái khu vực thị tứ của thế giới. Nó là cái thị trường chứng khoán, nó ảnh hưởng toàn thế giới. Cái thị trường mà tài chính của nó ảnh hưởng cả thế giới. Cái thị trường đầu tư nó ảnh hưởng cả thế giới. Cho cái sự biến động tại Hồng Kông đó, không những là phản quan của Bắc Kinh mà lại là nó sẽ tác động cái nền tài chính của toàn thế giới. Cho cái người ta lại quay trở về, nhìn trở về Hồng Kông coi thử đó, cái chuyện gì đang xảy ra và kết quả nó như thế nào. Đó chính là cái điều mà tại sao giáo sư Dũng và chúng tôi chọn cái đề tài Hồng Kông để thưa cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Bởi vì chỉ còn một vài ngày nữa thôi, cái tình hình Hồng Kông sẽ hoặc là chuyển biến êm dịu, hoặc là biến loạn sẽ rất là gia tăng. Mà bởi vì chúng tôi đã thưa quý vị hồi nãy là tất cả đều là những phản quan từ cái trận đấu tại Bắc Kinh. Có lẽ giáo sư Dũng cũng giật mình, cũng muốn biết thêm cái trận đấu như thế nào phải không? Dạ vâng, trước hết mà chúng ta đi vào cái trận đấu của Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình ở cái đại hội ngày 20 tháng 10 vừa qua cho đến giờ phút này, thì chúng ta thấy được cái tình trạng của Hồng Kông thật sự như Nguyễn Xuân Nam vừa thưa với quý vị, nó hỗn mang, nó phức tạp và thậm chí nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cứ tưởng rằng sinh viên đã đạt được những cái nguyện ước, nhưng rồi cuối cùng thì đến giờ phút này Lương Chấn Anh vẫn còn ngồi tại vị, và tình trạng của những người thanh niên sinh viên thì cũng ở trong một trạng thái là mệt mỏi chờ đợi và không biết chờ đợi đến giờ phút nào. Một đất nước Hồng Kông tiêu biểu, và một đất nước Hồng Kông là một cái cửa ngõ về vấn đề tài chính cho toàn bộ của đất nước Trung Quốc. Và thị trường chứng khoán ở Hồng Kông phải được cho rằng cái Hang Seng đó nó nằm về thứ ba của các thị trường trên thế giới ngoài New York và ở tại London. Cho nên dứt khoát Hồng Kông không thể là một thiên an môn sẽ xảy ra, và dứt khoát Hồng Kông cũng không thể nào mà dễ dàng để cho những cái nguyện vọng của thanh niên sinh viên được chấp nhận và Lương Chấn Anh ra đi như là cái nguyện ước của thanh niên sinh viên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đến giờ phút này đó, mặc dầu rằng nhìn trên cái sự kiện bình diện thì Hồng Kông đang có một cái vấn đề triển vọng về tự do dân chủ để có thể hội nhập, để có thể lôi kéo cũng như để có thể phát triển cái nền kinh tế cho Trung Quốc. Nhưng mà phía sau đó, thì thật sự Trung Quốc đâu có muốn, và dĩ nhiên Trung Quốc sẽ không bao giờ muốn cái sự kiện Hồng Kông trở thành một đất nước dân chủ, bởi vì bên cạnh đó chúng ta còn thấy Tây Tạng, chúng ta thấy Nội Mông, và dĩ nhiên là các quốc gia mà Trung Quốc đã xâm phạm chắc chắn họ sẽ theo cái bước chân của Hồng Kông, thì chừng đó ai là kẻ chịu trách nhiệm. Cho nên trong cái đại hội đảng này thì thưa với Nguyễn Xuân Nam, cái cuộc đại hội đảng xảy ra ngày 20, tức là cách nay mấy ngày và vẫn kéo dài cho đến giờ phút này, thì cái phe của Tập Cận Bình chắc chắn rằng họ đang nắm cái phần thắng. Nhưng mà cái phần thắng đó vẫn bị cái phe của Giang Trạch Dân đang lôi kéo. Và chắc chắn rằng những cái người mà bị tù như là Chu Vinh An hay là Bạc Khi Lai, là cái nhóm đó sẽ có rất nhiều đệ tử phía sau, và họ sẽ không dễ dàng gì để cho cái nhóm của Tập Cận Bình làm mưa làm gió. Vậy thì cái cuộc đại hội này nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề Hồng Kông hay là chỉ là cái vấn đề ngẫu nhiên mà nó xảy ra thưa anh? Cảm ơn giáo sư và thưa quý vị. Trong hai bài nói chuyện trước á, bài đầu tiên chúng tôi có đề cập đến cái chuyện là những cái ván cờ thế tại Hồng Kông. Cái bài thứ hai chúng tôi đề cập đến cái ma trận tình hình Hồng Kông, khủng hoảng Hồng Kông và ma trận tại Bắc Kinh. Ma trận là nó kinh hoàng lắm.
Và hôm nay bài thứ ba này đó, thì chúng ta sẽ đề cập một cái vấn đề rất là phức tạp. Nó vẫn là cái câu, vẫn là ma trận nối tiếp. Đây là cuộc đối đầu rất kinh hoàng giữa Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình. Cho thấy ở tại, chỉ có tại các nước xã hội chủ nghĩa mới có cái tình trạng này nè. Là các ông bố già đã từng là chủ tịch, từng là tổng bí thư đó, dù là ông về hưu rồi, nhưng cái quyền lực của ông rất là kinh hoàng. Trên một số tờ báo mạng mà tôi vừa đọc trong mấy ngày hôm nay đó, họ nói cái chuyện mà ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội, phê bình, chỉ trích, tấn công chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Và cùng lúc đó đó, ông lại lobby với Lê Đức Anh, lobby với ông Đỗ Mười để hậu thuẫn cho Nguyễn Sinh Hùng trở thành hoặc là thủ tướng mới, kế nhiệm ông thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, hay là một tổng bí thư kế nhiệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho thấy tại sao một cái người chủ tịch quốc hội right, mà lại đi xin xỏ lobby những cái nhân vật đã về hưu từ kiếp trước mấy đời trước. Tại vì trong cái khi mà những cái nhân vật, chúng ta thấy một điều rằng những nhân vật bây giờ đang lãnh đạo là những đàn em của những nhân vật trước, là cái bóng của những nhân vật vật trước, là cái con búp bê ngoan ngoãn của các nhân vật đàn anh. Cho nên chúng ta nhìn trong khung cảnh của đất nước Trung Quốc á, thì sau khi mà đàn áp cái phong trào Thiên An Môn á, thì Giang Trạch Dân trở lên như một ngôi sao lớn của Trung Quốc. Và từ đó đó, Giang Trạch Dân lãnh đạo đất nước Trung Quốc, và sau khi đó hết 10 năm chuyển quyền cho Hồ Cẩm Đào, nhưng mà thực sự Giang Trạch Dân vẫn là người cầm trịch trong mọi lĩnh vực. Ông ta giăng một cái bẫy, ông ta vô hình to lớn cho những đối thủ bước vào, thế người ta không dám đối đầu với Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân được gọi là mafia đỏ ở cái đất nước Trung Quốc, mà những cái thời kỳ của Hồ Cẩm Đào đó, cái quyền lực Hồ Cẩm Đào đã không vượt qua khỏi cái thủ đô Bắc Kinh. Cái là tất cả xung quanh đất nước Trung Quốc đều do Giang Trạch Dân, người của Giang Trạch Dân lãnh đạo. Chúng thấy từ bí thư tỉnh ủy của Trùng Khánh là Bạc Hy Lai, cũng là một cái con gà để đưa làm tổng bí thư, chủ tịch nước của Giang Trạch Dân. Rồi ông thấy ông Trùm An ninh Quốc gia, Chu Vĩnh Khang, cũng là đệ tử của Giang Trạch Dân. Mà ông thấy á, trong vừa rồi cái điều tra mới nhất của Trung Quốc cho thấy là Chu Vĩnh Khang có một tài sản, quý vị có thể tưởng tượng, giàu nhất của Trung Quốc lên tới 16 tỷ Mỹ Kim. 16 tỷ Mỹ Kim, vài trăm ngôi nhà, vài chục ngàn, vài trăm ngàn lượng vàng, và cơ sở, nhà máy, cổ phần ở mọi nơi. Mới ước lượng ban đầu, ông chiếm một tài sản tới 16 tỷ Mỹ Kim. Một đàn em của Giang Trạch Dân với quyền lực là Bộ trưởng Công an, Trùm An ninh, với cái tài sản như vậy, thì thưa giáo sư Dũng, họ kiểm soát cái đất Trung Quốc bằng một tập đoàn mafia đỏ. Cho anh mới hiểu tại sao cái Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng, mà cái sự ảnh hưởng không ngoài cái vòng vây của Bắc Kinh. Có nghĩa là anh chỉ ngồi vị đó mà thôi. Đằng sau, biết ngoài rộng lớn cái quốc gia quốc tế, thì đàn em của Giang Trạch Dân lộng hành, chiếm giữ. Và thậm chí cái tay mà phó thủ tướng phụ trách Macau và phụ trách luôn cả Hồng Kông đó, cậu ông Yen Wang Hong, cũng là đệ tử của Giang Trạch Dân. Cho nên cái nhân vật Giang Trạch Dân đó, khi mà ông ta cầm quyền lực, ông ta cầm như vậy, thì khi mà con cờ Bạc Hy Lai đã bị đấu đá vào chính trị, bùng nổ vào chính trị với Vương Lập Quân, với Cốc Khai Lai, và bị xử vào trong tù, thì cái con cờ của Giang Trạch Dân bị mất người thừa kế về mặt quyền lực. Và khi mất người thừa kế mặt quyền lực thì cái người nhân vật lên bây giờ đó là Tập Cận Bình, thì có hai lựa chọn. Một là chấp nhận cúi đầu một cách ngoan ngoãn như Hồ Cẩm Đào để làm đàn em của Giang Trạch Dân. Hai đó là phải lật đổ Giang Trạch Dân để nắm tù, hạ sát bố già Giang Trạch Dân để giữ được cái quyền lực của mình. Thì anh ta phải chọn một trong hai. Thì
Tập Cận Bình đã chọn con đường thứ hai, là con đường phải đứng tách rời ra. Và anh thấy Tập Cận Bình sợ đến cái mức á, giữ một lúc tới 9 cái vị trí cao cấp nhất trong nội bộ chính phủ và đảng để khống chế được quyền lực. Và làm gì nữa? Và tập kích vào những cái nhân vật đàn em của Nhạc Trạch Dân. Bắt, anh thấy đến giờ này, bà Khi Lai vào tù và chú Vĩnh Kháng vào tù, và cái nhân vật cố vấn tay phải của Giang Trạch Dân cũng đã vào tù. Cho nên đó, cái đại hội lần này, nếu cái đại hội lần này mà phe Giang Trạch Dân đó, mà đè được cái phe của Tập Cận Bình đó, mặc dù phe Dân mất rất là nhiều quân nè, mất rất là nhiều quân, mất rất là nhiều cái tướng lãnh nè, mất rất nhiều những nhân vật quan trọng nè, nhưng mà cái lực đó vẫn còn đó. Nếu trong cái đại hội đảng sản Trung Quốc lần này mà nếu phe Giang Trạch Dân á mà thắng thế đó, thì tình Hồng Kông sẽ khác. Nếu phe Giang Trạch Dân mà thất thế đó, thì tình hình Hồng Kông sẽ khác. Cho nên chúng ta mới nói là Hồng Kông đó, nó là cái tấm gương phản chiếu cái cuộc chiến tranh nội bộ ở tại Bắc Kinh. Cho nên nếu chúng ta thấy bây giờ, giả dụ hai trường hợp, nếu như mà Tập Cận Bình thắng thì Hồng Kông có nguy cơ bị rối loạn. Tại vì tại sao? Chúng ta biết rằng là cái trận địa Hồng Kông là nhằm nổ ra đó, mở ra để giải quyết cái trường tranh chấp tại Bắc Kinh. Ông Giang Trạch Dân đã bước lên từ cái thời mà Thiên An Môn, từ cái thời mà khởi nghĩa của sinh viên học sinh, và ông Giang Trạch Dân đàn áp cái phong trào đó và bước lên thành là một thái thượng hoàng của Trung Quốc, Trung Quốc đỏ. Bây giờ cuối đời Giang Trạch Dân đang bị Tập Cận Bình đè xuống, giống như trận đấu đang bị dưới cơ, đang bị đè, thì Giang Trạch Dân cần một cái Hồng Kông rối loạn để chi đó, để Tập Cận Bình sẽ đàn áp, để lập lại trật tự. Mà nếu Tập Cận Bình đàn áp và lập lại trật tự đó, thì là gì xảy ra? Ồn ào thế giới xảy ra. Tại vì ồn ào trên thế giới xảy ra, và lúc đó đó uy tín trên thế giới của Trung Quốc bị mất, tài chính sụp đổ, tài chính Hồng Kông sụp đổ, tài chính Bắc Kinh sụp đổ, những cái vụ khiếu nại về nhân quyền xảy ra khắp nơi, thì lúc đó cái phe của Giang Trạch Dân tại Bắc Kinh mới có dịp ra tay hạ sát, có thể là đè bẹp, lật lại ván cờ với Tập Cận Bình và có thể tước đi cái chức của Tập Cận Bình, và từ đó phe Giang Trạch Dân có thể lấy quyền trở lại, lấy cái quyền trở lại. Cho nên nếu mà tại Trung Nam Hải tại Bắc Kinh mà Tập Cận Bình thắng, thì có thể Bắc Kinh sẽ rối loạn, và có thể Hồng Kông sẽ rối loạn. Mà tại sao Hồng Kông nó quan trọng như vậy? Tại sao là Giang Trạch Dân chọn địa bàn Hồng Kông? Bởi vì anh biết rằng Hồng Kông tuy nó trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997, nhưng người ta vẫn cho rằng Hồng Kông có được cơ hưởng những cái quyền căn bản của một nước tư bản cho đến năm 2047, có nghĩa rằng một quốc gia hai chế độ. Right? Hồng Kông nó có báo chí quốc tế rất mạnh. Hồng Kông nó có những đại diện các thông tấn lớn của trên thế giới tại Hồng Kông. Hồng Kông có nền tài chính ảnh hưởng thế giới. Hồng Kông có sức ảnh hưởng trên toàn cầu và được toàn cầu chú ý. Thế nếu chuyện nổ ra tại Hồng Kông đó, thì nó nổ kinh hoàng hơn là nổ ở Thượng Hải, nổ ở Tô Châu, nổ ở Trùng Khánh. Vâng. Cho nên cái sức mạnh của phe đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa, cái nhân vật, hai nhân vật lãnh đạo, một nhân vật là phó thủ tướng, giám đốc Macau và Hồng Kông sự vụ, là người là ông Yen Quyên Hôn, là người của Giang Trạch Dân. Cái thứ ba là Lương Trấn Anh á, đặc khu trưởng của Hồng Kông, cũng là người của Giang Trạch Dân. Cho nên cái trận địa mở ra thì Giang Trạch Dân đang cầm cái trận địa đó bởi những hệ thống tướng tá, hệ thống mà chư hầu đàn em của mình, cho họ kiểm soát cái tình hình đó như họ mong muốn. Trong khi đó Tập Cận Bình mang tiếng là chủ tịch nước, nhưng mà kiểm soát Hồng Kông và Macau không hiệu quả, không có quyền lực bằng Giang Trạch Dân và bằng Wen Jinhong cũng như là bằng Lương Trấn Anh. Cho nên họ cần cái tình hình của Hồng Kông, tại sao nó nổ đó. Bởi vì nếu không nổ Hồng Kông thì không thể nổ chỗ khác, thưa giáo sư. Và nếu trong trường hợp mà nếu mà nó
Giang Trạch Dân mà thắng ở tại đại hội đảng lần này mà gần như không thể, mà gần như không thể thắng được, thì cái tình hình của Hồng Kông có thể yên ắng. Vâng. Cho nên chính vì đó chúng ta chờ đợi cái kết quả của đại hội đảng của Trung Quốc tại Bắc Kinh để chúng ta thấy rằng, ta dự đoán rằng những ngày tới tại Hồng Kông là máu lửa hay là an bình, thưa giáo sư. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta nghe giống như là đọc kiếm hiệp, quả thật là như vậy, bởi vì kiếm hiệp cũng phát xuất từ Trung Quốc, cho nên Kim Dung cũng đã diễn đạt giống như anh Nguyễn Xuân Nam vừa nói với chúng ta nghe. Trong tình hình bây giờ đó, thì thưa quý vị, chúng ta đã thấy ngã ngũ như thế nào rồi. Mặc dù chúng ta còn vài ba ngày nữa mới có thể kết cuộc của cái đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tại Trung Nam Hải, nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng hiện rõ hai cái phe một cách rõ rệt nhất, đó là Tập Cận Bình đang nắm ở cái vai trò của những người đương nhiệm, trong khi đó thì mafia Giang Trạch Dân đang thủ thế ở một vài cái cứ điểm, mà trong đó Ma Cao cũng như Hồng Kông. Trong cái tình hình nội bộ như thế này, thưa quý vị, từ trước đến nay chúng tôi cũng đã thường nói với quý vị rằng Đảng Cộng sản đặt lên trên cái quyền lợi của chính họ, chứ còn trên cái quyền lợi chung của tổ quốc, của đồng bào, cái chuyện đó nó rất là xa vời. Kể cả cái đại hội mà tìm ra những cái giải pháp để làm cho dân giàu nước mạnh thường là không có. Chỉ là những cái chương trình dài hạn 5 năm hoặc là 10 năm rồi nó đến cho thông qua của một cuộc đại hội, để rồi sau đó các chuyên viên từ đó mà làm. Tuy nhiên cái cuộc đại hội nó có thể bàn đến một cái ảnh hưởng quan trọng của những tay lãnh đạo, để rồi cuối cùng họ tạo thêm cái vây cánh. Như chúng ta đã biết rằng Hồng Kông trong những thời gian vừa qua nó chỉ là một cái thời gian thử nghiệm, mặc dù từ năm 1997 cho đến giờ phút này, trên mười mấy năm qua, tuy nhiên Hồng Kông nó vẫn là một cái đất nước tự do dân chủ trên cái nguyên tắc của công pháp quốc tế, cho nên Trung Cộng không thể đụng đấy. Bởi vì thứ nhất, nếu mà Trung Cộng đụng đấy để mà theo cái hướng của một quốc gia hai chế độ, mà lấy cái chế độ kia áp dụng vào cái chế độ của Trung Hoa Dân Quốc á, thì thật sự cái điều đó nó không có nghĩa lý gì cả, và thế giới sẽ lên án. Và dĩ nhiên khi mà thế giới lên án đồng nghĩa với cái nền kinh tế của thế giới bị cô lập đối với Hồng Kông, và cái cửa ngõ Hồng Kông bị chặn cái yết hầu, thì thế nào Trung Quốc cũng sẽ bị giãy nảy và cái nền kinh tế của thứ hai thế giới sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cho nên cái chuyện đó ai cũng biết, Giang Trạch Dân cũng biết, mà Tập Cận Bình cũng biết. Nhưng mà ở trong một cái tư thế của một cái lãnh đạo giống như là Tập Cận Bình, hiện giờ chúng ta đã thấy rằng một con sói của Putin ở tại nước Nga đã làm cho thiên hạ điên đầu. Bây giờ lại có một con sư tử của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đâu có thể nào mà anh ta chịu đứng im. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi lên chỉ trong vòng 6 tháng thì Tập Cận Bình đã bị ít nhất là 4 lần ám sát hụt. Thưa quý vị, 4 lần ám sát hụt này đã nói lên cho chúng ta biết rằng Tập Cận Bình đã có quá nhiều những cái kẻ thù, mà trong đó cái kẻ thù không ai khác hơn là cái phe mafia của Giang Trạch Dân. Cho nên Giang Trạch Dân không thể nào ngồi lại một mâm một chiếu với Tập Cận Bình. Và dĩ nhiên Tập Cận Bình cũng không điên rồ gì để mà chấp thuận những cái yêu sách của Giang Trạch Dân. Cho nên hai cái phe này dứt khoát là không đội trời chung ở trong một cái tư thế như thế này. Chính cái điều đó mà chúng ta biết rằng cái sự ngã ngũ của tình trạng Hồng Kông nó như thế nào trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, Hồng Kông sở dĩ đến ngày hôm nay đổ máu cũng chưa phải xả ra nhiều, tình trạng chưa bị giới nghiêm một cách trầm trọng, cảnh sát cũng còn ở trong một cái tư thế nghĩa là chặn một số những cái chốt chặn và cũng chưa đi quá cái mức độ của những cảnh sát. Nhưng thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông cũng như là một số những hắc ám và những cái ban ngành của võ thuật ở nơi đó đang gườm với nhau, chỉ chờ sau ngày 27 tháng 10 này thì chắc chắn rằng chuyện hạ hồi phân giải sẽ bất lợi về phía thanh niên sinh viên. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ có một vấn đề, mà trong đó không thể không có những vấn đề đổ máu nhiều hay ít, hay là một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà chắc chắn cái vấn đề đau khổ vẫn thuộc về những cái kẻ mà đang ở trong một cái tình trạng bị cô lập, như là những người thanh niên sinh viên và những người trí thức hiện giờ. Thưa quý vị, cái điều thứ hai nữa là qua cái sự phân tích của Nguyễn Xuân Nam thì chúng ta thấy được là cái tình trạng đến ngày hôm nay không thể nào bắt tay. Mà khi một đảng không thể bắt tay là chắc chắn nó sẽ có những cái vấn đề ngoại xâm, và ở trong cái nội tạng của họ sẽ có nhiều cái cuộc khủng hoảng.
chúng ta sẽ thấy rằng những cái cuộc khủng hoảng đó chắc chắn rằng những quốc gia cũng như là những cái bang rất lớn như là Thiểm Tây, như là Quảng Đông, Quảng Tây chắc chắn sẽ có những cái sự đối nghịch với nhau. Và đó là cái mầm mống mà chúng tôi nghĩ rằng các nước Tây Phương cũng mong muốn đất nước Trung Quốc sẽ chia năm xẻ bảy, để cho chúng ta thấy rằng những cái sự kiện to lớn của những cái quyết định Trung Nam Hải không ảnh hưởng gì đến thế giới. Đó là cái điều mà chắc chắn rằng trong cuộc đại hội này người ta cũng đã nghĩ đấy, Hoa Kỳ cũng đã nghĩ đấy, và chắc chắn Tập Cận Bình cũng nghĩ đấy. Vậy thì thưa với Nguyễn Xuân Nam, chúng ta đã nghĩ đấy, ai cũng nghĩ đấy, vậy thì cái chuyện gì mà nó sẽ kết cuộc vào trong cái ngày thứ hai sắp tới, khi mà cái ngày bế mạc đó nó diễn ra Trung Nam Hải, và cái sự ảnh hưởng của Tập Cận Bình cũng như là Dân Trạch Dân nó đi đến một cái hậu hồi như thế nào thưa anh? Thưa quý vị và thưa giáo sư Dũng, nghe chúng ta nói chuyện này đó, bỗng dưng tôi ta nghĩ tới chuyện Việt Nam. Cũng các cái vị mà lãnh đạo cao cấp của nhà nước, cho dù của đảng và nhà nước, dù đang tại vị hay đã về hưu đó, họ luôn luôn trong cái tình trạng tranh quyền. Nào là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng, họ luôn luôn vừa liên minh, vừa chống đối nhau, vừa ngồi bắt tay làm việc với nhau và nghĩ cách để trục hạ nhau, tiêu diệt nhau. Cho đến cái điều đó nó khác với một cái chế độ tư bản mà chúng ta biết. 44 lần chuyển quyền từ ông George Washington tới Barack Obama này không có những chuyện như vậy. Cho nên một cái tình trạng ở tại các nước mà sau chủ nghĩa đó, do đảng sẵn lãnh đạo, nó có những cái chuyện mà có thể nói là không có cái nước nào trên thế giới này có. Một cái điều đặc biệt ấy, là mấy hôm nay Đài Loan rất là quan sát. Loan rất là quan sát cái chuyện này. Bởi vì trước khi mà Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông, trước khi Hồng Kông được giao trả Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc cũng đã chào hàng marketing với Đài Loan là nếu anh chấp nhận trở về cố quốc ấy, thì anh được hưởng cái quyền một quốc gia hai chế độ. Nhưng mà lúc đó Đài Loan hơi nghi ngại, một số đồng ý, đa số thì không, rồi họ ta không tin cái người cộng sản. Và bây giờ đó, nó xảy ra tại Hồng Kông, có nghĩa là người ta có tin đảng sản được không? Đảng sản Trung Quốc đã chấp bút ký với Anh Quốc và duy trì cho cái tại Hồng Kông đó một cái chế độ tự do như cũ, một quốc gia hai chế độ cho tới năm 2047. Thưa quý vị, cuộc ký đó vào năm 1997, mới đây mới 17 năm à. Mà mới 17 năm, còn lại 30 năm nữa, 33 năm nữa tới 2047. Nhưng mà giấy mực vừa mới khô thôi. Thì qua phiên họp ngày 31 tháng 8 năm 2014, thì Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Đảng, Quốc hội Nhà nước Trung Quốc đã ra một cái quyết nghị là không cho phép Hồng Kông có cái quyền tự do ứng cử và bầu cử, tức là Universal Suffrage. Thì đó, cái người Hồng Kông họ bực dọc, họ lẽ ra họ chờ đợi là tới ngày 2047 thì họ mới chính thức bị mất cái quyền đó, gia nhập lại một hệ thống với Trung Cộng. Nhưng mà còn 33 năm nữa kia, anh chàng đảng sản Trung Quốc lật lọng sớm quá, khiến cho người Hồng Kông nó nổi giận. Và đây là cái cớ để cho Dân Trạch Dân để khai thác cái vấn đề này trong cuộc đấu tranh quyền lực với Tập Cận Bình. Nhưng mà thử hỏi khi anh làm như vậy đó, thì trên thế giới này ai có dám đặt cây bút tôn trọng cái chữ ký của lãnh tụ đảng sản Trung Quốc? Anh ký đó rồi anh vò, anh xé đi. Anh ký đó mực chưa khô, anh đã quay quắt mặt đi, ai còn tin cái đảng sản Trung Quốc? Hồng Kông xảy ra khiến cho Đài Loan giật mình, may quá mình chưa tin cha này. Mình mà tin cha này là bán, nói cái bán nuôi giống à, ngôn ngữ bình dân là bán nuôi giống, phải không? Và bây giờ đó, anh họ ký với Việt Nam, hai đảng cộng sản, ông Phùng Quang Thanh bộ trưởng bộ quân đội quốc phòng, bộ quốc phòng đi sang Trung Quốc ký là mở đường dây nóng, là hai bên hữu nghị,
để giải quyết các tranh chấp trong hòa bình, không tấn công lẫn nhau trên biển, đủ thứ. Vừa ký xong tại Bắc Kinh, chưa về tới nước. Chưa về tới nước. Tàu cá Việt Nam bị rượt, bị đánh, bị đập, bị tịch thu, bị phá hủy. Vậy thì được, chúng ta làm sao đó mà tin được một người của Cộng sản? Chúng ta cố gắng tin, nhưng mà cái câu của Nguyễn Văn Thiệu để lại vẫn nhớ đời. Cho nên chúng ta thấy rằng trường hợp này Hồng Kông giật mình, thế giới giật mình, thế giới giật mình, và những nước lân bang của Việt Nam cũng giật mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà Trung Quốc nói là không tin được. Họ nói một điều gì nữa anh biết không? Trong cái đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ họ nói điều gì nữa không? Họ nói là cái đại hội lần này nhắm vào một mục tiêu là lãnh đạo bằng pháp trị tại đất nước Trung Quốc. Nghe đó thì xui tai. Thì thế giới mừng. Bởi vì anh chàng này, ngỗ nghịch này á, biết điều rồi. Có lẽ ăn năn hối cải đây. Biết không? Là anh bây giờ biết là lãnh đạo đất nước bằng pháp luật. Nhưng mà ngay khi mà chưa mở cái đại hội đó, họ chưa mở đại hội đó, thì phương Tây nói rằng khó mà tin được anh Trung Quốc. Anh lãnh đạo bằng pháp luật, mà pháp luật của anh á là pháp luật kiểu không giống như pháp luật của các nước phương Tây. Chứ đừng có chờ đợi một đất Trung Quốc sẽ chuyển mình về pháp chế hóa, pháp trị hóa quốc gia của họ. Anh không? Và bây giờ người ta mới sực nhớ ra một cái điều là khi cần á, ai cũng biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tham nhũng. Mà khi cần á, tiêu diệt thằng nào đó thì đưa cái phong trào chống tham nhũng đi lên. Đúng không? Họ chỉ dùng cái chống tham nhũng á trở thành một cái công cụ, và khi cần thì họ ra tay cho một số người nào đó thôi, đối thủ họ thôi, chứ không phải chống tham nhũng trên đối với mọi người. Cũng như đó, cái pháp luật này đó, để lãnh đạo đất nước và pháp luật, nhưng mà pháp luật lần này họ đưa ra không phải lãnh đạo cho toàn dân và pháp luật, mà pháp luật này để dùng những vấn đề pháp luật để đánh tan đi cái tập đoàn Gia Rạch Dân. Trong đó cái nhân vật mà gọi là Chu Vĩnh An á, họ khai thác ông nhiều vợ quá, họ khai thác ông nhiều bồ quá, họ khai thác ông súng nhiều quá, họ khai thác xe ông sang nhiều quá, ông khai thác ông mấy trăm ngàn ngôi nhà và công ty vô số kể, và tiền mặt ông á là vô số kể, tổng số tài sản lên á 16 tỷ mỹ kim. Và thưa quý vị, còn như vậy, nếu mà Chu Vĩnh Khang như vậy thì Giang Trạch Dân là bao nhiêu, Lương Trân Anh bao nhiêu, Tập Cận Bình bao nhiêu, Ôn Gia Bảo bao nhiêu? Trước đây khi mà New York Times công bố đó, Ôn Gia Bảo có khoảng chừng 3 tỷ đó, thì nhiều người bảo rằng nói dối, làm gì có tới 3 tỷ. Mà một cái đàn em của ông thôi đó, đó là thủ tướng mà không tới 3 tỷ sao? Trong khi bước bộ trưởng mà 16 tỷ. Cho nên cái dùng, cái khi mà Tập Cận Bình đưa cái cương lĩnh ra đó là lãnh đạo đất nước bằng pháp trị, thì thoạt nghe đó thì nó bông hoa, nó đẹp lắm, nhưng êm tai lắm. Nhưng thực sự đó là cái một cái đòn tấn công rất là quan trọng và hữu hiệu để nhằm tiêu diệt những cái nhóm khác mà không đứng chung với Tập Cận Bình và đã lem nhem ít nhiều trong vấn đề tham nhũng. Cho nên đó, chúng ta thấy ra này, cái đại hội đảng lần này đó, nó lại một lần nữa, đó là một lần nữa để cho một cái thế lực mới nó ra đời. Đó là thế lực hoặc là Tập Cận Bình bị hạ sát, hoặc là Giang Trạch Dân bị hạ sát. Giống như đó, không có hai con cọp trong kênh trực, và ai sẽ bị hạ sát đây? Có nhiều cái nguy cơ cho rằng Giang Trạch Dân sẽ bị hạ sát. Và nếu Giang Trạch Dân hạ sát thì qua bàn tay điều khiển của Giang Trạch Dân, qua hai con cờ Giang Quân Hồng là Ma Cao đó, cựu vụ trưởng vụ Ma Cao và Hồng Kông, thứ phó thủ tướng phụ trách Ma Cao và Hồng Kông, đồng thời qua cái tay đặc khu trưởng Lương Chanh, có thể tạo nhiều biến loạn đối với Hồng Kông. Và nếu cái điều đó xảy ra thì cái tài chính của thế giới vào ngày mai và thế giới của Hồng Kông
rất là tan nát. Anh đến độ bây giờ quý vị có thể tưởng tượng khi mà chúng tôi theo dõi tình hình Hồng Kông, tôi đã giật nảy người. Giật nảy người, Hồng Kông bây giờ nó giống như một cái khu đó mà nó đầy đủ tất cả những cái phức tạp của nó. Tập Cận Bình không tung quân đội, quân giải phóng để tiêu diệt hay giải tán người biểu tình tại Hồng Kông, nhưng mà ông tung ra những mật vụ để điều tra về Giang Trạch Dân và tung cái xấu của Giang Trạch Dân, tung cái xấu của Lương Trấn Anh, tung cái xấu của Tây mà Yen Win Hong này để ra trước công chúng. Cho nên cái dân chúng ở Hồng Kông nó thấy Tây mà đặc khu trưởng ăn hối lộ 6 triệu rưỡi từ công ty của Úc, rồi những cái chuyện mà Giang Trạch Dân là này nọ, họ khai thác tối đa, cho nên khiến cho người dân Hồng Kông họ ghét cái tập đoàn này. Và trong lúc đó thì cái tập đoàn này lại khống chế được một số các báo chí. Anh biết họ chơi mafia báo chí rất kinh hoàng. May là báo Cali Today mình không làm Hồng Kông chứ không vào bỏ cũng đã bỏ Hồng Kông chạy rồi, anh biết không? Tôi cho anh ví dụ này, anh có thể tưởng tượng là họ đe dọa giết chết, tấn công vào trụ sở và giết báo chí. Chúng ta có thể nói là vụ Apple Daily, đó là một tờ báo nhật báo bị đe dọa, bị tấn công, bị sách nhiễu. Rồi chúng ta thấy một cái đài truyền hình đó là của là Hong Kong TV Network đã không được gia hạn, không được cấp giấy phép hành nghề. Mà anh biết một cái đài truyền hình đang hoạt động bao nhiêu năm nay tại Hồng Kông và không đứng về cái phía của chính quyền, họ không gia hạn giấy phép hành nghề. Mà không có giấy phép hành nghề thì làm sao anh làm việc vẫn phát sóng, anh trở thành một cái business lậu. Rồi anh thấy ra một cái internet TV lâu nay đó của ông Wong đó, cũng bị yêu cầu chính phủ dừng lại, không cho hoạt động nữa, đừng có nói truyền hình Cali Today ở bên đó chắc là chết chắc là rồi. Rồi thấy cái một commercial radio cũng bị tấn công và bị, cái người chủ bị đuổi. Rồi anh thấy cái tờ Epoch Time bị tấn công, bị đe dọa và họ hăm dọa khách hàng không làm ăn với cái tờ báo này, làm ăn thì họ sẽ thủ tiêu. Cho nên chúng ta thấy từ mafia đỏ là từ công an của Trung Quốc gửi qua, mafia địa phương tầm 20 năm cầm quyền ấy, của Yen Quang Hung này, ông tạo ra cái tầng lớp gọi là tầng lớp cái đó là côn đồ đó, vừa là công an vừa là côn đồ và cộng công an đó, họ kinh hoàng lắm. Họ tạo những cái xã hội đen rất là kinh hoàng. Thì anh Dũng nghĩ rằng cái người Hồng Kông đó đứng trước vào tình trạng, những sinh viên Hồng Kông đó đứng trước tình trạng là bị hai bên, từ bên Giang Trạch Dân, từ bên Tập Cận Bình, họ kéo bên này, họ xách bên kia, họ thủ tiêu bên nọ. Anh biết đến cái độ là như thế này, họ cho cái những người côn đồ đứng về phía Hồng Kông, đứng về phía sinh viên đấu tranh dân chủ, rồi đánh lộn cảnh sát, đánh lộn với côn đồ, rồi họ lấy cái lý do đó họ ra bắt. Như vậy đó, anh thấy như vậy đó, anh phân biệt ai là ai, ai là người đấu tranh dân chủ và ai là người côn đồ giả dạng, ai là người thực sự là người đấu tranh dân chủ và ai là người gây rối. Trong cái bối cảnh tạp nham phức tạp, tạp với lùi như vậy đó, không biết bên nào ra bên nào, không biết ai là Tập Cận Bình, ai là Giang Trạch Dân, ai là mật vụ và ai là nổi. Thưa quý vị, cho nên cái Hồng Kông đó, nó giống như một nồi cháo heo vậy, một cái lẩu thập cẩm vậy. Và ngày mai của Hồng Kông đó sẽ như thế nào, tệ hại không tệ hại, còn sống sót hay không, thì thưa quý vị, mọi con mắt hiện đây nhìn về Bắc Kinh, coi thử các ông bôi già bên đó đường chơi đang game, chơi game như thế nào. Và chúng ta nhìn trên màn hình thấy các sinh viên Hồng Kông nhảy tưng tưng, chúng ta thấy những người chính trị nhảy tưng tưng, thấy những cái người mà mật vụ nhảy tưng tưng, chúng ta thấy những người côn đồ nhảy tưng tưng. Mà thực sự đó, họ là ai, tại sao nhảy? Mệnh lệnh của những bố già từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Từ Bắc Kinh là Tập Cận Bình, từ Thượng Hải là không có nhiều Giang Trạch Dân. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị chúng tôi đứng trước những giai đoạn cuối cùng của cuộc mâu thuẫn tại Hồng Kông. Chúng tôi nghĩ nó sẽ không lâu đâu thưa quý vị, trong vòng 30 ngày tới cái ván cờ này sẽ được kết thúc. Mà nó kết thúc như thế nào thì đó là cái điều mà chúng ta quan tâm. Wow. Phải không thưa giáo sư? Mời giáo sư kết thúc chương trình nói chuyện hôm nay. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Kính thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì thực tế mà nói đó, chúng tôi rất là lo âu cho tất cả anh chị em thanh niên sinh viên
học sinh ở tại Hồng Kông. Bởi vì trong cái lẽ thường đó, thanh niên thì có nhiệt huyết thật sự, nhưng mà cái tấm lòng của sinh viên cũng có giới hạn. Và cái cuộc sống của cha, mẹ, của những nhà thương nghiệp, và đặc biệt là những em thanh niên sinh viên cũng phải đi học. Mà cái kiểu như thế này đó, nhà đương quyền Cộng sản Trung Quốc thì cứ dù dừ, không chịu giải quyết, không chịu ngồi lại, cứ hứa nhan hứa cùi, rồi lại không ngồi, rồi lại cancel, vân vân, làm cho tất cả các cái bầu nhiệt huyết của một số thanh niên sinh viên bị chùng xuống. Và đây là cái mục đích của dân trực dân. Trong khi đó thì thưa quý vị, rất nhiều những cái tổ chức, đặc biệt là những tổ chức ân xá quốc tế, cũng như là những tổ chức về nhân quyền, họ đang hỗ trợ, nhưng mà về cái tư cách pháp nhân thì họ không thể nào nhảy vào vòng để mà giúp cho những thanh niên sinh viên ở tại Hồng Kông. Vì nếu làm như vậy thì Trung Quốc sẽ đổ thừa cho những cái phe thù địch hay là giật dây của ngoại bang. Cho nên ở trong một cái tư thách như vậy, chúng tôi rất là lo âu cho tất cả các anh em thanh niên sinh viên ở tại Hồng Kông. Cái điều thứ hai nữa thưa quý vị, cái mà chúng ta thấy được qua nhiều cái thế hệ đã đi qua, rằng chúng ta không thể nào chấp nhận, và thưa quý vị, Cộng sản không bao giờ tin được. Trước đây thì người Việt của chúng ta nói rằng không tin, giống như nó láo như chú cùi, nhưng mà bây giờ thì người ta nói là nó láo như Cộng sản. Mà quả thật, cái điều đó đó nó xảy ra và nó trở thành một cái cốt lõi trong cái mission của họ, trong cái cương lĩnh của họ, là họ phải nói dối. Bởi vì Cộng sản nó đồng nghĩa với dối trá, khủng bố và làm cho mọi người phải kinh sợ. Cho nên chính vì đó mà tách rời ra khỏi Cộng sản với cái sự thật thì không có. Cho nên Đảng Cộng sản nước Nga hồi xưa cuối cùng phải làm ra một cái tờ sự thật. Mà quả thật cái tờ báo sự thật là một tờ báo nó láo chưa từng có. Kể cả Hoa Kỳ cũng đã mệnh danh mày nói như là tờ sự thật của nước Nga. Ai cũng hiểu cái câu nói đó chính là một sự dối trá. Giờ phút này thưa quý vị, chúng ta đã thấy gì qua những cái sự phân tích của anh Nguyễn Xuân Nam, căn cứ theo những tờ báo rất là nổi tiếng mà người ta đang quan tâm đến những tình hình chung, và đặc biệt là trong cái đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ phút này. Tình hình Trung Quốc thật sự thì nó rối bời, bởi vì Giang Trạch Dân cũng như Tập Cận Bình ở trong một cái tư thế muốn làm cho cái sự hỗ trợ của thế giới, nhưng mà người này làm hỗ trợ thì người kia là bị kéo xuống. Thậm chí cho đến giờ phút này khi mà giải mã thì chúng ta mới thấy rằng quân đội dưới cái sự chỉ huy của Tập Cận Bình không biết, hay nói đúng hơn là không có can dự đến cái sự kiện của tàu HD981 khi đi thẳng vào cái nội tình của đất nước Việt Nam. Vậy thì ai là kẻ ra lệnh để làm cho những cái sự xáo trộn này ở tại Biển Đông? Cũng như thưa quý vị, cái tình trạng mà Tập Cận Bình đi qua bên Trung Quốc, đi qua bên Ấn Độ trong tháng 8 vừa qua, kẻ nào đã chủ trương đem quân đội để mà dàn xếp cũng như là để có những cái cuộc khủng hoảng ở tại biên giới Ấn Độ và Trung Quốc? Một mặt thì Tập Cận Bình ký kết với ông Mori về vấn đề biên giới giao hảo và phát triển kinh tế tốt đẹp. Một bên nhá thì phá bỉnh để làm cho ông Tập Cận Bình chưa ráo cái ngộ mực mà ông ký ở tại New Delhi. Bây giờ ăn nói làm sao? Cho nên thưa quý vị, chơi với Cộng sản thì quả thật là cái kẻ điên rồ. Cho nên chúng ta rút ra được một cái bài học từ trước đến nay và từ bây giờ cho mãi mãi về sau, là khi mà nói đến Cộng sản mà tin được á, là quả thật cái người đó không có đầu óc và không có trái tim. Làm sao chúng ta tin được? Bởi vì chính những người Cộng sản với nhau, họ tìm đủ một cách để giết hại với nhau. Mà thậm chí cái chữ Cộng sản họ chỉ mượn danh mà thôi, chứ thật sự đó là một bè lũ của cái nhóm tư bản đỏ đã thay đổi, và trái tim của họ đã thay đổi, tính tình của họ thay đổi, và bây giờ cái tâm tư của họ là những kẻ vô cảm trước những cái sự quằn quại đau thương của người dân. Trở về với đất nước Việt Nam, kính thưa quý vị, qua cái sự kiện Hồng Kông này đó, chúng ta rút được một bài học rất lớn. Dĩ nhiên cái bài học đó là một bài học mà nền dân chủ và pháp trị luôn luôn là cái điểm mà ai cũng mong cầu. Nhưng mà trong cái cuộc đấu tranh giờ phút này đó, chúng ta vẫn thấy rằng trước mặt trong một cái xã hội chủ nghĩa đó, thì thường là cái kẻ mà tưởng rằng như là bạn của chúng ta chính là kẻ thù. Rõ ràng kẻ thù nhiều lúc chúng ta cũng không biết nó là thù hay bạn. Cho nên cái nghi ngờ của một cái xã hội đó tạo ra ở tại Hồng Kông, ở tại Trung Quốc và ở tại Việt Nam là một cái chính sách
mà Cộng sản luôn luôn thực hiện như vậy. Do đó thưa quý vị, để kết luận cho bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng tất cả những điều mà từ trước đến nay anh Nguyễn Xuân Nam, cá nhân chúng tôi cũng như là một số quý vị thuyết trình viên trên truyền hình Kali Today thưa với quý vị là những dữ kiện mà chúng tôi đã đúc kết từ rất lâu qua nhiều tờ báo uy tín để trình thưa với quý vị rằng thật sự cái tình trạng của Hồng Kông là một trong những cái vấn đề mà quý vị cùng với chúng tôi cần phải quan tâm hơn nữa, bởi vì đó cũng là một cái sự giật dây rất là lớn ở phía sau. Mặc dù cái điểm trên màn hình thì chúng ta thấy sinh viên, những nhà trí thức, những thầy giáo, cô giáo cũng như là một số những người đang quan tâm đến cái nền tự do, nhưng thật sự phía sau đó lại là những con rối đang chơi một cái trò nguy hiểm, và cái kẻ bị thiêu thân có thể là những thanh niên sinh viên ưu tú của đất nước Hồng Kông. Một lần nữa rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Thời gian không cho phép chúng tôi phải tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong những chương trình sắp tới, cá nhân của chúng tôi và anh Nguyễn Xuân Nam sẽ thưa với quý vị sau cái cuộc đại hội đảng và kết quả như thế nào, chắc chắn một bài bình luận cũng như là một bài hội thoại sẽ đến với quý vị trong những ngày sắp tới. Rất cảm ơn sự tham gia của anh Nguyễn Xuân Nam và kính chúc anh sức khỏe dồi dào. Để tiếp tục theo dõi thì đi Hồng Kông. Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ.